ngày 18 tháng 8, Hạt Kiểm Lâm huyện Lâm Hà, Lâm Đồng đã có báo cáo nhanh về vụ phá rừng xảy ra tại tiểu khu 224, nằm giáp ranh giữa ba huyện Lâm Hà, Lạc Dương và Đam Rông, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Qua kiểm kê thiệt hại, cơ quan chức năng xác định có 11 cây rừng bị cưa hạ. Tổng khối lượng lâm sản thiệt hại là 37,3 mét khối gỗ tròn các loại. Ghi nhận tại khu vực Lô C D1, khoảnh 3, tiểu khu 224, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, nhiều cây gỗ lớn đường kính gốc từ 1 đến 1,6 mét đã bị cưa từ lâu và được di chuyển gỗ ra khỏi rừng. Tại hiện trường, hàng chục tấm bìa, hộp gỗ vẫn còn nằm la liệt chưa kịp mang đi. Đáng chú ý, còn có những thân gỗ lớn vừa bị cưa hạ, chưa bị xẻ thành lóng nằm vắt ngang rừng. Trong số những cây rừng bị cưa hạ có 9 cây dổi nhóm 3, 1 cây gỗ hoa lý nhóm 4 và 1 cây gỗ huỳnh nhóm 3. Khi lực lượng chức năng phát hiện vụ việc ít ngày trước thì số lâm sản tại hiện trường chỉ còn hơn 25 mét khối. Hạt Kiểm Lâm Lâm Hà cho biết, các đối tượng Siêu Thuận, 36 tuổi, ngụ tại thôn Măng Lin, phường 7 và Ca Long Ha Huy, 26 tuổi, ngụ tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, khai nhận được ông Nguyễn Văn Hoàng, 57 tuổi, ngụ thôn Măng Lin, thành phố Đà Lạt, thuê đi phát cây mở đường kéo gỗ tại khu vực rừng bị phá. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.